Chào bạn, mình là Muối Vương đây. Mình nhận thấy là cái video tác hại của việc âm côn khi vào cua này là có rất nhiều comment trái chiều. Có nghĩa là các bạn ấy phủ nhận cái việc là vào cua là có hại. Và các bạn ấy nói là khi vào cua thì phải bóp côn. Thì sau đó mình nhận thấy là điều đó rất nguy hiểm nên mình ra hai video tiếp theo là nếu không bóp côn thì làm gì, và cách vào cua đúng với xe côn tay ở đường trường. Còn các bạn vơ vào trong phố thì mình không nói làm gì nữa. Hết chuyện để nói. Đây, mình nhận thấy là rất nhiều comment mang tính chất là chửi rủa, chửi bới. Thì mình cũng chẳng muốn phản hồi làm gì, nhưng mà thực ra những cái bạn đấy là những cái bạn, thực sự những cái bạn đấy rất cần giúp đỡ. Rất cần giúp đỡ. Bởi vì chính trong cái tư tưởng của bạn ấy là không không công nhận một cái điều gì mới. Nó giống như kiểu ở Việt Nam mình ăn thịt lợn tăng trọng quen rồi ấy, mà lấy thịt lợn sạch để vào bán ấy thì bắt đầu phản đối. Chẳng hạn như thế. Đúng không ạ? Bởi vì 10 năm nay chúng ta ăn thịt lợn tăng trọng rồi, quen rồi đúng không ạ? Đấy, tác hại của việc âm côn khi vào cua để mình cho các bạn nhìn thấy là những cái phản hồi rất là trái chiều. Thì đây, các bạn có thể thấy là vâng, rất nhiều người phản hồi trái chiều đúng không ạ? Nói chung là mình không muốn xem làm gì cả, mình sẽ đóng cái bình luận nó lại. Tại vì sao? Tại vì mình đóng lại để cho những cái người người ta chửi, người ta tức. Bởi vì sao? Khi mình không được mở mồm ra nó rất là tức các bạn ạ. Khi mình đừng nói mà người khác nó không cho nói ấy, nó rất là tức nên mình sẽ đóng lại. Còn các bạn nào muốn comment thì qua video khác thì comment nhé. Ở đây mình chạy được có 36.000 thôi, ít thôi chứ không phải là 16.000 như các bạn nói. Ok. Đấy. Còn đây, đèo tà pao tác hại vì ông côn. Trong đây mình thấy một cái comment rất hay. Mình sẽ dẫn chứng cho các bạn biết là âm côn nó sẽ như nào. Đây. Mình sẽ kéo cái comment. Nói chung là ở đây thì rất nhiều comment là trái chiều. Đấy, nên là những người là những người thực sự cần giúp đỡ. Đó. Những người này mới là những người cần sức giúp đỡ. Đúng không ạ? Bởi vì người ta đang đang sai mà người ta cố chấp, người ta không 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 muốn thay đổi. Nhiều quá nhiều comment luôn các bạn ạ. Đây, tác hại của việc bóp côn vào cua là đây. Bạn đã chứng minh rất đúng này. Mình thấy bạn là đúng nhất từ đấy giờ. Vâng, cái anh chủ xe anh nói là mi bóp côn rồi, mi bóp côn rồi, có nghĩa là thanh niên đã bóp côn khi vào cua đúng không ạ? Đó, đó là sự nguy hiểm. Và khi mà vào cua ấy, nếu mà các bạn đến cái đoạn đấy mà các bạn cảm thấy nó sắp chửa ấy, thì các bạn có thể giảm ga và giảm phanh. Nhưng đây giảm ga giảm phanh nó không ấy, nó vẫn chửa vì quán tính nó rất cao, vì đang hơi xuống dốc mà. Đó. Nên là mình cảm thấy là những cái người mà lúc nãy comment video mình mà chửi ấy, thì những cái người đấy thực sự là cần sự giúp đỡ rất là nhiều. Xin chào các bạn, mình là Mối Vương đây. Cho nên mình đã ra hai cái video này. Mình đã ra hai cái video để hướng dẫn các bạn ấy. Nếu các bạn ấy không xem được thì thực sự là đáng tiếc. Không bóc côn thì làm gì ạ? Và cách vào cua đúng ạ. Và thật sự là không có gì để nói cả. Và nếu mà các bạn muốn xem mình chạy thì trên kênh của mình cũng có vài cái video. Bạn có thể nhìn thấy là có một cái video mình chạy quãng 10 phút. Và cách chạy của mình thì vẫn sang số, vẫn bóc côn. Nhưng mà phải
làm cái điều đó trước khi mình vào cua. Đấy, đó là tốc độ nào số đấy. Ok. Mình vẫn bóp côn thôi, không không phải là không bóp côn, nhưng khi vào cua thì không bóp côn, đúng không ạ? Khi vào cua thì không bóp côn. Mình bóp côn để chuẩn bị số và rà thắng trước khi vào cua, vào chậm ra nhanh. Đây, trước khi đoạn này mình sẽ vặn ga nhẹ và côn cũng vào nhẹ một cái để về số 4. Và nó về trước khi mình ở trong cua này. À vâng, phía trước là cái cua khá gấp ạ. Cũng khá khá nên mình sẽ về số 3. Các bạn để ý nhá. Đó, vừa về số 3 xong rồi. Và vào trong cua. Mình không làm gì trong cua cả vì tay côn cũng không bóp trong cua. Không bóp trong cua nhá. Ra cua đá số lên. Vặn ga đá số. Rồi các bạn có thể theo dõi thêm ở đây, mình các bạn có thể pause xe xem. Còn cái côn mình là bóp rất nhanh, không phải là không bóp, mình không hề đá số sống nhé. Thậm chí các bạn đá số sống cũng không vấn đề gì cả, mấy quan xỉ. Okay, cảm ơn các bạn nhé. Nói chung là những cái bạn mà đã và đang mà phản đối cái việc cái video của mình ấy, cái video này này, thì những cái bạn đấy thực sự cần giúp đỡ và mình mong là các bạn ấy xem được cái video này. Rồi, cảm ơn các bạn. Khi các bạn xem được cái video này mà các bạn làm đúng ấy thì bên ngoài nó đỡ nguy hiểm hơn và những người khác đỡ nguy hiểm hơn. Ví dụ như những người tham gia giao thông, có thể là chính bạn, có thể là cái chính những người như Bình chẳng hạn, hoặc là chính những người thân của các bạn là bị ảnh hưởng bởi cái việc sai lầm của cái người đó. Đúng không ạ? Nên là mình sẽ tiếp tục vẫn giúp đỡ các bạn. Nếu các bạn hỏi han mình về vấn đề là âm côn khi vào cua này, mình nói rồi tuyệt đối không âm côn khi vào cua và trả số trước khi mình đi vào trong cua để chuẩn bị tốc độ, đúng không ạ? Chuẩn bị tốc độ trước khi vào trong cua. Còn khi vào trong cua thì đừng làm gì cả, chỉ việc kiểm soát ga thôi và kiểm soát phanh thôi, đừng có động vào tay côn, đúng không ạ? Rồi, cảm ơn các bạn.